công bố số dư tài khoản ngay thời điểm này. Thời điểm này hả? 4, 3, 2, 1. 23 không. Triệu. 23 triệu. Bây giờ thì mình sẽ thay đổi không khí một chút xíu bằng một phần thử thách. Ok. Thử thách lần này của Tú đơn giản lắm, không có gì khó. Đó là thử thách hỏi nhanh đáp nhanh. Rồi. Hiện tại bây giờ là trong tay của Huy đang có được 5 câu hỏi nha. Và 5 câu hỏi này thì Huy sẽ là người đọc và bạn sẽ có khoảng thời gian là 2 giây để suy nghĩ thôi và sau đó sẽ trả lời. Rồi, có chơi trò này bao giờ chưa? Ít lắm đúng không? Nhưng mà thông thường Tú là người phản xạ nhanh hay là phản xạ chậm? Không nhanh đâu. Không nhanh đúng không? Vậy là hôm nay mình sẽ biết được nhiều điều thú vị về Huỳnh Tú. Các bạn sẵn sàng chưa ạ? Rồi, Tú sẵn sàng chưa? Rồi, sẵn sàng. Sẵn sàng nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Ai đẹp trai nhất showbiz theo đánh giá của Tú? 1, 3, 2, 1. Suvin Hoàng Sơn. Suvin Hoàng Sơn. Wow, đẹp trai có thân với Suvin Hoàng Sơn đúng không? Không quen nhưng mà rất là thích nghe nhạc của Suvin Hoàng Sơn. À, thích nghe nhạc thôi, còn cái câu hỏi này ta là đẹp trai nhất. Đẹp trai nhất. Thật ra giờ không biết ai đâu nói đại. Tại giờ nhanh quá không có nhanh bị phạt rồi sao? Rồi ok, rồi qua. Tiếp. Người mà Tú muốn song ca nhất lại. 5, 4, 3. Vũ Cát Tường. Vũ Cát Tường. Lý do? Tại biết Tường từ hồi cái cuộc thi hồi xưa của truyền hình mình thi cái gì? Trời quên rồi ta, nhỏ nha. Mà đó là từ nhỏ rồi hả? Cuộc thi giống như dành cho lớp học sinh sinh viên hồi xưa. Tường tham gia cuộc thi đó là khởi mi, mùa đầu tiên khởi mi quán quân á. Tiếng hát học sinh. Hình nhớ cuộc thi đó rồi. Hình nhớ từ rồi. Mùa thứ hai. Rồi. Là biết Tường từ thời đó lúc mà Tường còn để cái tóc ngang mái ngang vậy nè. Hay hát hay lắm. Rồi bây giờ vẫn còn đang vẫn rất thích. Rồi trong tương lai có nghĩ rằng là sẽ có ngày nào đó không biết, nghe thích thôi nhưng mà cũng chưa biết như thế nào. Ok, rồi, thôi cứ thích đi, mình cứ có một cái niềm đam mê, biết đâu sau này sẽ có lúc thành hiện thực, đúng không? Câu hỏi số 3. Nếu muốn thay đổi một điểm trên cơ thể, Tú mà thay đổi điều gì? 5, 4, 3. Toàn bộ luôn, mập quá muốn ốm lại. Dạo này ở nhà, mập quá. Ở nhà, mập quá. Vậy hả? Không. Tiếp tục câu số 4. Kể tên 5 vật dụng không thể thiếu khi đi ra đường. Dầu thơm, điện thoại, bông tai, mắt kính mát và khẩu trang. Hợp lý. Tiếp tục câu cuối cùng. Công bố số dư tài khoản ngay thời điểm này. Thời điểm 5, này hả? 4, 3, 2, 1. 23 không. Triệu. 23 triệu. Hết tiền rồi. 23 triệu là một cái thẻ mà mình có 10 cái thẻ hay là 1 cái thẻ hay là sao? Một cái thẻ thôi, mới trả tiền nhạc rồi. Trả tiền gì? Trả tiền làm nhạc. À, trả tiền. Tại vì hiện tại là đang có không mấy cái dự án lận, cho nên là mỗi lần mà nhiều lúc là trong tài khoản có hôm gần Tết luôn nha. 60 ngàn. Đến tận 28 Tết. Nghe tiếng tiên tiên cũng như là kiểu mới 6 giờ ôi xuân tới rồi. Nhưng mà xuân đợt này lâu quá. Rồi, hiểu rồi, xuân đợt này hơi lâu đúng không? Này tính ra là hơi bị lâu rồi đó. Mấy chục không biết. Mấy chục rồi. Hồi nãy thì Tú có nói với Huy là trong tương lai thì Tú sẽ hợp tác chung với lại magazine nè. Rồi có một bài sẽ hát cùng với Khói và magazine luôn, đúng không? Rồi sắp tới thì bạn còn có định kết hợp với ai nữa không? Có hai, thật ra là đang định giữ bí mật mà thôi, cũng nói luôn là một bài là của anh Châu Đăng Khoa với một bài là của Đạt Di, nhưng mà bài của Đạt Di rất là tức là hẹn từ năm ngoái tới năm nay vẫn chưa thấy bài đâu. Là mới viết nửa bài thôi. À, mình nhắc tới là lại là muốn gọi điện thoại là hỏi bài vậy đó. Chị phải từ từ, chị viết em từ từ, em phải cầm bút này kia chứ em đâu phải là Đạt. Hai Đạt được cái là vậy nè, Đạt làm việc á, Đạt không có làm vì gọi là cái tiền bạc ở trong đó. Cho dù bây giờ có tiền rất là nhiều đô, Đạt viết bài Đạt không viết là Đạt không viết. Chị biết em mà, chị biết em như thế nào, cho nên để từ từ bây giờ em lấy cái mút xong em sẽ hoàn thiện nốt những cái gì tốt nhất cho chị. Nhưng mà Huy hỏi một chút xíu là lúc trước là bạn đang ở trong team của anh Tuấn Hưng, chỉ như trong khoảng thời gian mà ở trong team anh Tuấn Hưng thì anh Tuấn Hưng sẽ định hướng khá là nhiều. Nhưng mà sau khi mà mình bước ra khỏi cuộc thi đó thì anh Tuấn Hưng có còn ở bên cạnh để mà chia sẻ cũng như là gửi gắm nhắn nhủ gì với bạn hay không? Thực ra là cũng không nhiều, tại vì sao là ai cũng có cái công việc riêng hết. Tú cũng vậy, thì lâu lâu anh em vẫn nhắn tin trò chuyện với nhau. Anh em có mấy là đợt mà Tú ra Hà Nội, anh Hưng cũng có nhắn, nói là khi nào em ra thì cứ sang nhà, tại vì hồi đó hay ra là hay qua nhà anh ăn cơm lắm. Hồi ra thì anh giờ nhà anh cũng mở quán này ra rồi hát hò cho vui này kia. Cứ lâu lâu anh em vẫn nhắn tin hỏi thăm nhau, em giờ này cuộc sống sao cũng không. Mà cái điều anh thực ra đến với anh Hưng cũng bất ngờ khi em là Tú có con. Không phải mình anh Hưng đâu mà nhiều người cũng bất ngờ lắm. Đúng rồi. Đúng không? Hồi nãy giờ thấy có bạn comment thêm, mấy bạn nói là không biết có khi nào chị Tú với anh Hưng sẽ quyết định song ca một lần với nhau hay không. Ví dụ như vậy, mấy bạn nói. Chưa bao giờ dám nghĩ tới luôn. Chưa bao giờ đề xuất chuyện này với anh Hưng luôn? Không. Lý do tại sao chưa bao giờ dám nghĩ tới? Không biết nữa.
tại mình nghĩ khả năng mình chưa đủ. À, vậy hả? Tú chỉ giống như là cái cảm giác của Tú khi mà Tú bắt tay Tú làm một cái gì đó, hay là Tú chuẩn bị nói một cái điều gì đó với ai á, thì mình phải Tú đặt vấn đề cho bản thân Tú là ví dụ mình nói cái này người ta sẽ như thế nào, cái kia, thì mình phải chọn lọc rất là kỹ khi mà mình nói ra một cái điều gì đó, hay là mình sẽ hỏi, mình đề xuất một cái gì đó. À. Sợ lắm, sợ nghĩ giống như kiểu là sao ta? Không biết, không biết nói sao. Nghĩ cái điều mà hơn khả năng của mình đúng không? Rồi mọi người sẽ nhìn vào, mọi người nghĩ rằng là mình không biết tự lượng sức, kiểu Tú đang sợ vậy đúng không? Hồi nãy nãy giờ Huy nói chuyện với Tú thì thấy có vẻ như là Tú có khả năng làm được nhiều thứ, nhưng Tú luôn luôn nghĩ rằng mình không thể làm được những thứ đó. Tại vì Tú phải chấp cái gì đó Tú mới làm. Còn những cái gì Tú không chắc là Tú không làm. Yeah.